Cùng với các địa phương khác, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Đến dự và động viên thanh niên lên đường có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Ngay từ sáng sớm, các bậc phụ huynh, gia đình, người thân và bạn bè đã tập trung để tiễn đưa những thanh niên ưu tú của quận nhà lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân, thanh niên Liên Chiểu nô nức, tự hào, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Em thấy rất là phấn khởi, rất là tự hào và có một chút gì đó là hồi hộp. Không biết là ở cái môi trường mới của mình sẽ thích nghi như thế nào. Tuy nhiên là em vẫn cảm thấy rất là thú vị cho cái hành trình mới của mình. Rất là quyết tâm thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để mà mình có thể là có những cái thành tích gửi về cho quê hương, không phụ lòng gia đình và người thân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lễ giao nhận quân năm 2022 được tổ chức trên tinh thần nhanh gọn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch, tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc kỹ càng để buổi lễ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã tham mưu cho quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận tổ chức xét nghiệm test nhanh, xét nghiệm PCR để sàng lọc thanh niên. Và trên cơ sở đó đã chuẩn bị các khu vực cách ly F1 và phối hợp với Trung tâm Y tế quận bảo đảm vận chuyển công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự F0 về điều trị tập trung tại bệnh viện dã chiến của thành phố. Đã phối hợp với công an quận tổ chức trên 40 lượt cán bộ chiến sĩ vừa làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ trong thời gian trước khi thanh niên tổ chức lễ giao nhận quân. Đồng thời trong tổ chức lễ giao nhận quân thì trên tinh thần là bảo vệ nhưng vẫn để cho gia đình công dân đưa tiễn công dân một cách an toàn nhất, đặc biệt là công tác phòng chống dịch. Trong số 173 thanh niên Liên Chiểu lên đường nhập ngũ, có 137 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 36 thanh niên nghĩa vụ công an nhân dân, 5 đơn vị nhận quân gồm Lữ đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân, Trung đoàn Bộ binh 971 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Tiểu đoàn Hóa học 906 Binh chủng Hóa học, Tiểu đoàn Pháo binh 75 Bộ Tham mưu Quân khu 5 và Công an thành phố Đà Nẵng.